Đâu con nghe. Thằng thích chân tính, thằng thích tệ hại, tất cả các thầy, thằng thích phước tiến đều là, thằng thích chân tính đều là như vậy hết quý vị. Nó đều có một cái ban bệ hết cả. Thì nó không có sự cổ xí của tự đó, tự nhiên nó đi chữa tay chữa chân cái vài bữa cái nó lên nó thuyết pháp. Quý vị thấy vô lý không? Quý vị còn nhớ cái bà Vũ Thị Bích Hằng không? Con mẹ mà cái kiểu mà cái gì? Nhà ngoại cảm đó. Đó quý vị thấy không? Trời ơi vài bữa cái vô trong cái chùa của Hoàng Pháp đi vô đó ngồi thuyết pháp. Thì quý vị thấy cái hành động ma mị của tất cả các thầy chùa hay không? Để review, hễ mà người nào ảnh hưởng tới xã hội là kêu vô đặng lo cuốn tất cả các Phật tử. Cái kiểu nó như vậy đó, cái kiểu nó tu lại giờ vậy tại vì cái kiểu như là gọi là nó muốn phê. Giống như con bé Trần Lam không? Trời nổi tiếng cái ba này đem về chùa, ba kia đem về chùa. Phan Thị Bích Hằng, ừ đúng rồi Phan Thị Bích Hằng, trong mọi Vũ Thị Bích Hằng, Phan Thị Bích Hằng. Còn thêm nhà ngoại cảm nó cũng tên cái con Hằng cà chớn là lính con cha quan giờ mất tiêu luôn hả cả nhà. Lên dập phát mất tiêu luôn, chạy mất kiếp luôn, bây đặt cà chớn. Trời ơi bây giờ nói thật với quý vị nha, nhờ 4.0, nhờ công nghệ mới biết được từng thành phần ác bá cường hào như vậy. Mà nó ác ở đâu? Nó ác từ trong chùa nó ác ra. Tôi nói thật với cả nhà đó, một cái ông mà giang hồ chứ không không ác bằng cái ông thầy chùa. Cái ông giang hồ, cái anh xã hội đen thì ảnh sống ảnh còn tình nghĩa hơn cái thằng thầy chùa. Các vị có công nhận không? Cái thằng thầy chùa nó chơi rồi xong cái nó bợt sợ mất tiếng của nó, cái nó tìm cách nào nó hạ bệ nó giết một cái Phật tử. Còn mấy anh giang hồ xã hội đen lỡ chơi có con mà ảnh nhận đem gì nuôi hết. Còn trừ ra cái mấy cái thằng mà gọi là mang đầu trọc mà ai đó mấy đó từ bi. Mấy đó mà nó từ bi thì xã hội này đâu có loạn. Mấy đó nó không có từ bi. Minh tệ chỉ hành pháp thôi. Ở đây nè, hỏi gì vậy chứ cái thằng minh tệ nó làm gì? Đã người ta nói, tao gửi cho những cái chúng mà vô minh nè, em xin lỗi cả nhà đây. Cái đủ vô minh nghe nè. Thầy Thích Minh Tệ đã nói rõ ràng từng câu từng chữ, con là người công dân của đất nước Việt Nam, con là người đi học tập theo lời Đức Phật dạy, nhớ nha. Tại vì thầy là người công dân của đất nước Việt Nam, hiểu hai từ Việt Nam không? Việt Nam, con đi học tập là học tập theo lời Phật dạy, nhớ kỹ nha. Thì người ta đi học tập mà thì giúp gì được cho thế giới? Sao mà cái bọn vô minh nó ngu quá, nó đi học tập mà chừng nào ta nói là tôi là thầy thì tôi mới giúp được cho xã hội, tôi giúp được cho thế giới, mà người ta chưa tự xưng người ta là thầy đó, mà người ta còn giúp cho rất nhiều người họ giác ngộ. Còn tôi hỏi các ông các bà, những cái người mà đối lập á, rồi thầy nói là thầy là người đi tập học, giống như ông là cái thằng đi học đi, ông là cái thằng là sinh viên đi học đi, thì ông giúp gì được cho xã hội? Người ta chưa ra trường mà ta làm con, hiện tại giờ người ta làm con của cái thế giới này, thì người ta chưa có gì. Người ta nói người ta chứ đâu có nói người ta là thầy đâu. Chừng nào mà thầy xưng thầy là thầy, thầy mới giúp ích được cho thế giới này. Nhưng mà người ta làm con thôi. Thì ở đây đừng có hỏi có giúp ích gì được cho đất nước cái xã hội này. Đó là những thằng, những cái câu nói ma mị vô minh của những người hỏi một câu hỏi là xảo nguyện. Câu hỏi xảo nguyện không đáng để trả lời. Chừng nào mà thầy nói tôi là thầy, câu hỏi nó quá ngu. Ví dụ như chừng nào nói giống như thầy Thích Pháp Hòa đó, thầy để thầy nói cho tất cả các Phật tử nghe thầy nói cho con, tại vì các ông làm thầy thì ông nói sai được quyền chúng sanh được quyền lên ý kiến, tại vì ông nói ông là thầy mà ông xưng thầy với chúng sanh thì chúng sanh được quyền có ý kiến. Còn chừng nào ông xưng con đi như thầy Thích Minh Tệ không ai chấp hết trơn á. Giúp là truyền cảm sự chân thật, sống thiện lành. Nhưng mà bây giờ mình cho rằng thầy không giúp gì được đi, cho không giúp tại vì thầy đang tu học mà, đang đi tu học theo lời Phật dạy. Vậy với tất cả các thầy nhà sư trong chùa có tu học theo lời Phật dạy không? Hả? Theo lời giáo hội. Giáo hội dạy khác nghe, Phật dạy khác à. Giáo hội dạy là phải cúng dường. Học theo giáo hội Phật giáo có bằng cấp để làm gì? Phật tử phải cúng dường. Theo lời giáo hội dạy thì Phật tử phải cúng dường, còn theo lời Phật dạy là sống phải từ bi. Hai cái nó khác nhau nha, nhớ chưa? Đừng có ở đây mà liên thiên mà lên. Tôi nói thiệt á, tôi không có ngán mấy cái thằng âm binh đó.
Quý vị cứ nghĩ đi, mình sống mà, mình không có quan điểm của mình thì mình đừng sống, chết mẹ nó cho rồi. Tại vì ở đây á, mấy anh tu làm sao mà không ai hộ pháp anh hết trơn hả? Còn thầy tu, thầy làm con của thế giới mà, trời ơi, cả thế giới người ta hộ pháp thầy. Tu đó vậy là tu dữ chưa? Chưa tu, bởi vì thầy mới dạy tất cả các đồng môn những người bộ hành với thầy. Tất cả mọi thứ các anh phải giữ giới. Các anh giữ giới thì các anh mới được. Mới được cái gì? Giữ giới mới được những người họ ủng hộ mình, họ giúp đỡ mình, gọi là hộ pháp. Giáo hội dạy phải lấy tiền, phải cúng dường. Còn nếu không cúng dường là đọa địa ngục. Đó, giáo hội là dạy vậy. Thật tu mấy chục năm ra, ai không nói gì mà sân si với thầy Minh Tệ. Giờ nếu mà anh nói anh đi tu 40 năm cũng được, anh đi tu 100 năm cũng được, mà anh không giữ giới luật thì anh trở thành ma vương. Còn người ta tu trong vòng 6 ngày, 6 tháng, 6 năm, người ta giữ trong cái giới luật của Đức Phật dạy, cứ nghe lời Phật dạy đi, thì người ta trở thành một cấp bậc thượng thừa. Thì người ta đã thành cái chánh quả trước rồi, tức cái gì? Tức cái gì? Cho nên ở đây á, mấy anh thợ tu đừng có tức với thầy em. Mấy anh thợ tu á, đừng bao giờ tức với thầy em. Đừng bao giờ tức. Tại vì các anh mà có tu kiếp này, có tu 80 kiếp nữa, đi theo thầy tôi cũng không kịp đâu. Chứ đừng nói mà tu có mấy chục năm thì không bao giờ đi kịp. Thầy với tôi đã tu nhiều đời nhiều kiếp rồi, bây giờ như vậy đó, hiểu không chưa? Thầy tôi luôn luôn từ tốn, thầy tôi luôn luôn từ bi. Các ông có từ bi như thầy tôi không? Nội thấy sân là thấy biết từ bi tới cỡ nào rồi đó. Phải tốn tiền, đúng rồi. Nếu các anh muốn tốn tiền, các anh muốn trở thành Phật thì các anh phải cúng dường nhiều. Đó, cúng dường nhiều chi để kiếp này hưởng, kiếp sau hưởng. Mẹ bà nó nghĩ tới, ta nói tới cái mắt chửi thêm cái thằng Thích Chân Cung. Giờ quý vị nghĩ đi, ở bị có cái nhà ở, từ bi cái gì? Nó cổ thế, nó xui khiến cho con người ta. Để làm gì? Để dưng cho nó hết rồi ra ngoài đường ở thì nó mới chịu. Vậy nó từ bi chỗ nào? Mình nè, mình nuôi con gà, mình nuôi con chó, mình nuôi con heo, mình cũng phải cho nó cái chuồng, cái trại nó ở đó quý vị. Còn ở đây nó nuôi dưỡng lòng từ bi, nó nói là nó là sư, là Phật, đại diện cho Phật, mà nó ăn tận cái đáy quần của chúng sanh. Thì tôi hỏi quý vị, cái nhà của mình ở mà nó đầu chân cho nó nữa, thì nó có coi mình là cái con người hay là con thú? Mình nuôi con chó, con heo, con bò gì, mình cũng làm chuồng cho nó ở nữa. Còn ở đây cái nhà của mình ở mà nó dám kêu mình cúng cho nó để mình ra ngoài đường mình ở, thì quý vị nghĩ đi, chỉ nó là nó quá tàn nhẫn. Thì ở đây nó sư cái gì mà sư sải, mà thầy gì mà thầy, chửi nó được không? Chửi nó được không? Con người nó sống thua cái loại cầm thú nữa, mà nó đi giáo hóa người ta. Chủ phòng dẫn dạy đúng và thiết thực, xin chúc mừng, cảm ơn các anh các chị. Nơi nào có đất đạo có Phật Bồ Tát. Võ Hoàng Yên thì có điều là luật sư để lập luật pháp. Toàn sân si với thầy. Ở đây á, mấy ông mới nói mấy ông là tu bậc thánh nhân, bậc cao nhân, mà hỏi lên, ôi ông đó, ôi cả thế giới tán thán, ôi cái ông đó mà tu gì sống độc cơ ăn. Mấy ông chỉ là cái loại người dốt nát, vô học, dốt nát vô học mà không chịu khó tu, làm sao có được trí huệ? Cái người người ta không biết chữ nghĩa, người ta không biết gì hết, nhưng người ta biết tu thì người ta sẽ sáng suốt, người ta minh triết, người ta biết nhận định đúng hay sai. Còn ông càng tu là càng ngu, u minh. Mà nghe nó mấy người đó làm như cái máu của em nó nổi điên lên. Giờ tôi chửi đây nè, ông nào có khó nghe, tất cả cái lũ anti-fan cần thiết tôi chuyển nhà đánh cho chửi. Nó vô nó tấn công em, nó chửi em lắm, nhưng mà em nói thẳng với bà con của bác, em không sợ mấy thằng đó. Đời người của em duy nhất nó chết chỉ một lần thôi, mà em chết 3 lần rồi, em nghĩ rằng em hết chết rồi. Em chết 3 lần rồi, xe tải đụng em đó mà em còn không chết. Mà quý vị nghĩ đi, xe tải đụng em không chết, cho nên nó chết nữa. Tại vì muốn chết mà không chết được, em muốn chết lắm mẹ. Em muốn chết với mấy cái thằng này, em trước khi em chết em phải làm một cái việc gì trên nổi tiếng cả thế giới này em mới chết. Cả nghe nó nổi tiếng cảm như thầy Thích Minh Tuệ. Nói nổ thì vừa cho dữ.
nói giống như mình nổi tiếng nhất.